Nếu anh không ăn như vậy rồi sức khỏe anh không có là sao lo cho chị được. Rồi tay chân anh có bị sao không? Chày thôi. Chày vậy là anh té anh ngã vô trong hả? Chày té lăn mấy vòng luôn. Mà không sao, ngóc đầu gì lấy vợ nằm. Trên xe nằm trên vợ, để xe ra thì vợ xong. Anh Tim xin chào quý vị khán giả nha. Thì bữa nay là ngày 10 tháng 8 rồi, năm 2022. Hiện tại thì cũng đã 7 giờ tối của ngày 10 nha cả nhà. Thì Mang Tim và anh em trong hội có nhận được một ca tai nạn giao thông thì rất là thương tâm. Hai vợ chồng đi đi công chuyện hay là như thế nào đó thì gặp tai nạn. Chị thì mất tại chỗ, còn anh thì chỉ sơ sát nhẹ thôi, nghe nói người nhà thì như vậy nhưng mà mình chưa biết tình hình như thế nào. Thì Mang Tim xin mời quý diễn giả cùng đồng hành với Mang Tim và anh Trình đi đến gia đình coi hoàn cảnh gia đình như thế nào và vụ tai nạn ra sao nha cả nhà. Thì hiện tại thì Mang Tim cũng đã tới được bệnh viện Củ Chi rồi nha cả nhà. Đây là từ nhận bệnh từ bệnh viện Củ Chi về về Hồng Dân, chứ Hồng Dân Bạc Liêu nha cả nhà, cũng là quê hương của Mang Tim luôn. Đây đây tới quẹo trái vô cái là tới. Thì người nhà cũng đã làm xong phẫu thuật hết rồi, thì giờ Mang Tim và anh Trình chỉ lên đưa xác của chị về thôi. Đây, nghe cũng khá là buồn nha cả nhà. Hai vợ chồng có một đứa con thì ở dưới quê, hai vợ chồng ở lên trên này bươn chải để sống mưu sinh, nhưng mà không may, cũng không biết nói sao hơn. Đây là cổng cấp cứu, như là chị đón mình ở cổng ngoài sau. Bây giờ Mang Kim sẽ vô nhận xác của chị luôn nha cả nhà. Thì mọi người cũng đã thấy là xung quanh đây thì có bà con cô bác, bạn bè của chị lại đưa chị một đoạn đường nha cả nhà, rồi về quê. Chú là gì? Chú là gì của người dân? Chú là ông chú, là thằng chồng đó chồng. À đúng rồi. Bên em á có quay phim chụp hình để đăng YouTube á, thì cả nhà mình có đồng ý không? Để đây là chuyến xe của Mạnh Thường Quân đóng góp để mọi người biết hôm nay như thế này vậy đó ha. Đồng ý ha. Mình chia sẻ cái câu chuyện của gia đình mình như thế nào lên cho mọi người biết ha.
Thì giờ em cũng thật sự là đầu nói đầu tiên thì em xin chia buồn với gia đình, mong gia đình cố gắng nhất là anh, thì cũng rất là may thì cũng còn anh, thì để em đưa anh về. Thì nói thật là em cũng là Bạc Liêu, em cũng có lời nói cảm ơn hội từ thiện của Bạc Liêu đã giúp vợ chồng em về tới quê. Cái này là của bên chú Tám chứ em cùng với anh thôi, em hỗ trợ gì này em cũng cảm ơn cái đồng hương của ông, cái hội từ thiện này. Dạ, đã giúp hai chồng em về quê em cảm ơn rất nhiều. Dạ, gia dạ. đình em cũng rất là cảm ơn. Dạ rồi ha, mình cố gắng giữ bình tĩnh rồi đưa chị về ha, kêu tên dạ, chị ha. Dạ. Dạ mình muốn quay lại chỗ hiện trường. Dạ. Để kêu chị về hay sao? Dạ đúng rồi, muốn quay lại chỗ dạ, hiện trường. Anh cũng thông cảm, quay lại chỗ hiện trường kêu. Dạ. Đằng trên nó mới dẫn dùm. Dạ. Rồi con sẽ chạy lại hiện trường, rồi mọi người con có nhen á thì đốt kêu chị về ha. Dạ con sẽ chạy lại đó, dạ, không có sao đâu. Dạ cảm ơn em. Dạ dạ. Nhiều. Thì xe giờ mình về bao nhiêu người à? Ai ai về? Ai ơi. Bây giờ xe này ngồi được bao nhiêu người vậy? Dạ xe này tối đa là chỉ được 3 người thôi chú. Dạ vậy là ngồi nó đi tới chỗ hiện trường đi rồi về nó 3 người đi. Như là đi lại tới chỗ đó rồi đi rồi mình ngồi. Em nữa em chạy lại chỉ chỗ tai nạn thôi. Rồi chị anh về chạy xe hôm nay trước, em chạy từ từ theo sau cho mọi người theo luôn, để đưa chị một đoạn đường để cho chị về quê. Cho chị về chứ không để ở đây nữa ha. Rồi. Rồi, anh cứ bình tĩnh nha. Dạ, dạ. Rồi anh ngồi xích vô đi. Thì kính thưa quý vị khán giả, thì giờ Mang Tim và anh Trình cũng đã lấy được xác của chị ra khỏi bệnh viện. Thì giờ mình sẽ chạy lại hiện trường để cho người nhà Lô Lê Diễm Kiều kêu tên tuổi của chị và Nam Ninh Định, sinh năm 99 Nam Ninh Định. Cuối cùng xã Ninh Hòa, huyện Đơn, tỉnh Bạc Liêu. Để lên xe về với anh, về quê với anh. Sau khi về đến đây là đây là cuối cùng của chị rồi. Đồng 987. Thì đây cũng coi như là tất cả các bạn bè anh chị của gia đình. Quá trời luôn, mất đợi rồi. Và mình ngồi đấy nhá. Các cả nhà thấy không? Một cuộc sống mà. Công nhân chỉ vì một sơ ý hoặc tai nạn nhỏ thôi cũng lấy đi một cái mạng sống, con người rất là quý báu, thật chất là cuộc sống thôi, nó vô thường lắm cả nhà, sống mai chết mai. Thật sự không biết Mang Tim chia sẻ với cả nhà như thế nào với cảm xúc như thế này. Chị thì mà còn quá nhỏ, mới sinh năm 1999 thì năm nay chỉ mới có 22 tuổi thôi, 21-22 tuổi thôi mà phải ra đi như vậy rồi, để lại một đứa con nữa. Anh chồng thì ở nhà thấy tay chân cũng hả chạy xước hết rồi, để quay lại hiện trường rồi cúng giái kêu linh hồn của chị về quê nha cả nhà. Đây là nói như Mang Tim nói, đây là lần cuối cùng của chị, thì anh em sẽ cố gắng đưa đoạn đường cuối cùng cho chị về với nhà để được đoàn tụ với gia đình ông bà, về với quê hương đất tổ của mình nha cả nhà. Rồi xin mời quý diễn giả cùng hướng mắt về màn hình khi tới hiện trường của vụ tai nạn. Rồi, chắc cũng gần tới vụ hiện trường mà tai nạn nha cả nhà. Thật sự một vụ mất mát quá thương tâm. Một người tay áp chân gối của mình mới đó đã ra đi đột ngột, thì không còn gì để bằng một cái sự đau thương mất mát như thế. Đó, mọi người thấy chiếc xe đằng trước đang dẫn mình đi tới hiện trường đó cả nhà. Hiện trường vụ tai nạn để mà cướp đi mạng sống của chị dưới gầm xe tải luôn, để mình lại đó mà tìm hiểu nguyên nhân như thế nào nha cả nhà. Thật sự Mang Tim nhìn thấy anh chồng quá xót, cái gì cũng ngái thật, đau về thể xác có thể cầm lòng được, cái này đột ngột mất đi một người vợ
Mình cùng lại hiện trường nghe cái nhà. Đây, đây là hiện trường của vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của một người. Đó. Và chị nằm đây hả anh? Nằm đây luôn. Dạ, cái đầu nằm đó đó. Cái đầu đưa hướng đó. À. Anh là người trực tiếp luôn hay sao? Lại sao? Lại sao? Dạ, xảy ra tai nạn rồi em mới chạy lại. À. Đây là ai là người trực tiếp đi nha? Chồng. 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 Ờ. Người chở bà đi xuống dưới bệnh khám bệnh luôn á, rồi chạy tới đây bị xe gạt á. Ờ. Bị xe gạt rồi. À, nghe cái nhà không để gì hết em. À, cái đầu của chị là nằm đây, còn cái chân là nằm đằng kia. Thì người nhà đang cúng vái kêu tên tuổi của chị về quê luôn nghe cả nhà. Dạ. Thì nghe nằm đây đưa cái vợ đó, lại là nằm đầu đây đưa vợ đó, chị vợ đi chiếc xe Honda nằm đây bệnh. Trên đường bị tai nạn luôn, chị mất trên dọc đường cũng gần tới gần tới bệnh viện. À, niệm Phật tới niệm Phật rồi chưa tên người. Thôi để mọi người cúng theo cả nhà, mình lại mình tâm sự với anh chồng. Tôi với vợ tôi á, nó trên đường đi có lãnh tiền đi kiếm cây Asta em rút tiền. Em đang trên đường đi từ cổng chợ Tây Ninh đi tới đoạn này thì có tai nạn, xe nó quẹt có tai nạn. Rồi vợ tôi vậy đó. Rồi chị đi khám bệnh thì như thế nào ha? Đi thì chở vợ đi rút tiền rồi đi khám bệnh luôn. Rồi cuối cùng thì tới đây thì có tai nạn thì không biết sao nấu. Rồi chị bệnh gì mà đi khám anh? Bệnh con virus trong bao tử. Con virus trong bao tử. Bị lâu chưa? Bị lâu rồi, cái nào chồng làm kiếm tiền anh chị bệnh. Chưa có gì hết trơn rồi xong đi rồi. Chưa có gì hết trơn rồi xong đi rồi. Xong đi rồi. Em cũng không biết nói gì hơn chứ ngoài cái cảnh mà như thế này thì cũng chỉ việc chia buồn với anh thôi chứ thật sự em nói chung là hai chồng tôi cũng cảm ơn cái hội từ thiện này rất là nhiều. Rồi tôi nhá. Không biết nói gì hơn. Rồi vợ chồng anh là đi trên đây làm cái gì? Anh đi làm công nhân để nuôi con. Rồi thôi đây về dưới thì cũng khoảng 7-8 tiếng đồng hồ thì anh cố gắng giữ bình tĩnh để lo cho chị, đưa cho chị về quê. Thì sáng giờ anh ăn gì chưa? Sáng ăn con gói mì tới giờ rồi uống nãy ăn được miếng cháo nước chứ ăn không vô. Giờ em nói như vậy ha, anh muốn lo cho chị đàng hoàng thì anh phải cố gắng anh giữ gìn sức khỏe anh thật là tốt mới lo cho chị được. Nếu mà anh không ăn như vậy rồi sức khỏe anh không có rồi sao lo cho chị được. Rồi tay chân anh có bị sao không? Chày thôi. Chày vậy là anh té anh ngã vô trong hả? Chày té lăn mấy vòng luôn. Mà không sao, ngóc đầu vậy lấy vợ nằm. Chiên xe nằm trên vợ, để xe ra thì vợ xong. Rồi cố gắng ha, thôi mình về tới nhà rồi mình sẽ tâm sự nhiều hơn ha. Dạ. Anh cố gắng giữ gìn bình tĩnh, đừng có xúc động quá rồi ảnh hưởng tới sức khỏe ha. Rồi chút xíu thôi, có chỗ nào bánh mì hay như nào em mua cho anh một ít để ăn. Dạ, cảm ơn. Có sức khỏe để về lo cho chị. Rồi mình có thông báo về nhà để lo hậu sự cho chị chưa? Có rồi. Dạ. Rồi ok thôi, mình anh cố gắng giữ bình tĩnh ha, kêu lâu lâu kêu tên tuổi của chị về. Dạ. Anh tên gì? Anh Trương Nhân Hân. Anh Hân.
Còn chị? Chị là Nguyễn Thị Diễm Kiều. À, chị Kiều và anh Hân. Rồi thôi. À, anh Trình, anh lấy cái máy kinh đem xuống cho chị Kiều, anh cho nãy giờ quên nữa. Dạ, anh chạy trước, anh không có kịp xem đâu, xem chắc về dưới trước á. Dạ. Tại vì xem đi về dưới trước á, sẽ lo hậu sự cho chị trước. Rồi mình đi về từ từ sau cũng được. Hả? Dạ. Thì anh giọt trước đi. Anh chạy về tới Long Mỹ, anh nhắc giùm nha. Thì tại vì em kế bên quê em luôn. Vậy đó hả? Dạ. Vậy đó là anh cũng gần hả? Dạ. Thì có gì thì em tới đó thì em thông báo cho cả nhà. Hả? Rồi anh cố gắng anh chạy về trước em lo hậu sự cho. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Dạ dạ dạ. Ngô Thị Vĩnh Kiều, cha là Ngô Văn Dũng đó. Ngay trong hồn con nó sống con khác lên rồi, giờ khác con ở trên xe đó, giờ hồn nó giờ xe đem theo khác về con ơi, cha lên cha lướt Ngô Thị Vĩnh Kiều về đó. Sáng em về về với cha. Sáng em đây hồn em đi chồng nó về với anh. Tôi đi Vĩnh Kiều. Để nó trên đầu đầu. Cha là Ngô Văn Dũng. Rồi, mang tim xin chào quý diễn giả. Thì giờ mang tim và anh Trình thì cũng sau khoảng 2 tiếng đồng hồ di chuyển từ bệnh viện Củ Chi cho tới giờ là đang ở trạm dừng chân Châu Thành, Tiền Giang nha cả nhà. Thì mang tim và anh Trình mới đổ dầu xong, bây giờ tiếp tục lên đường đưa chị Kiều về tới huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi mạng sống của chị, bỏ lại một người con và một người chồng. Thì gia đình như thế nào, hoàn cảnh ra sao, thì mang tim xin mời quý diễn giả cùng đồng hành với mang tim và anh Trình khi về đến nhà tìm hiểu. Thì sau lưng đó, thì có anh chồng thì đã mệt nằm ngủ rồi, còn cha của chị Kiều đó, thì cũng đang trông chờ để đưa được chị Kiều về quê nhà, nơi sinh ra và lớn lên của chị, vì cuộc sống mưu sinh mà phải đi làm ăn phương xa, bây giờ bất ngờ bị tai nạn như thế thì cũng thật sự quá xót xa. Thật sự cái mất của chị Kiều quá bất ngờ đối với gia đình. Thì người nhà thì cũng có đi về rất là đông, nhưng mà về sau mang tim và anh chồng là chồng của chị Kiều với ba của chị Kiều về trước để lo hậu sự, rồi mọi người về sau. Thì mang tim xin một lần nữa mời quý diễn giả cùng đồng hành với mang tim và anh Trình di chuyển từ trạm dừng chân Châu Thành, Tiền Giang về tới Hồng Dân, Bạc Liêu. Chắc cũng khoảng dự kiến là khoảng 6-7 tiếng đồng hồ mới tới, nếu mà chạy nhanh, còn chạy chậm thì khoảng 7-8 tiếng. Thì về tới đó là đường xá chưa biết hay sao, nhỏ hay lớn, xe có vô được hay không. Thì mang tim mời quý vị cùng đồng hành với hai anh em trên tuyến đường đưa chị Kiều về tới nhà nghe cả nhà, rồi tìm hiểu gia đình như kỹ hơn.
Tát Ni Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Rồi, xin chào quý diễn giả, thì Mang Tim và anh Trình thì cũng đã đưa được chị Kiều và anh Hân và cha của chị Kiều về tới nhà. Thì nãy giờ lo gia đình lo hậu sự cho chị, thì cũng khâu tắm liệm, thì đọc kinh cho chị để xuống hot. Thì Mang Tim cũng không có tiện nói chuyện, thì giờ cũng đã xong xuôi công việc rồi. Thì giờ Mang Tim sẽ hỏi thăm sức khỏe anh Hân trước. Sáng thì tại vì cũng té thì ngã vô là thì không biết như thế nào, thì sau đó hỏi thăm gia đình anh làm ăn như thế nào, hoàn cảnh ra sao nghe cả nhà. Thì em xin chào anh, thì em là tài xế của hội thiện nguyện VS. Thì hôm nay thì cũng có duyên với gia đình đưa được anh và chị Kiều không may đã qua đời trong cái vụ tai nạn thật là thảm khốc, để cướp đi sinh mạng của chị. Thì anh có thể chia sẻ với mọi người anh tên gì và làm nghề nghiệp gì, đã lên ở trên Bình Dương làm được bao lâu không ạ? Người tên là Trương Văn Hân, quê ở xã Ninh Quế, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu. Vợ thì cũng cùng quê, hai chồng nó lên làm công nhân khoảng gần tháng. Từng tháng lương đầu tiên hai chồng tính đi rút trên đường đi về dân bàn á, chạy đi gần tới rồi chạy đi trong đoạn đường về hướng gì cậu cứ đi xảy ra tai nạn như việc lên tốt đi với dân bàn của vợ tôi. Giờ tôi không biết nói gì nữa. Thì dù gì á, anh cũng còn một bé không, mới 9 tháng. Đúng rồi, hai chồng gác làm nuôi bé mới 9 tháng tuổi rồi. Dạ. Vậy thôi, thì em cũng khuyên anh một điều như thế này ha. Thì cái buồn nào thì cũng là buồn, nhưng mà trước mắt anh phải lo cho sức khỏe của anh. Và cái thứ tiếp nữa, còn một đứa con mới có 9 tháng tuổi thôi, cũng chưa biết gì hết. Thật sự là chắc cháu cũng chưa biết mà mẹ đã ra đi như vậy đâu. Nên anh cố gắng giữ gìn bình tĩnh và lo vậy thì rồi sau đó là tới cháu gái ở nhà. Rồi sáng giờ anh té là có như thế nào không? Bị chạy xước ra sao không? Nói chung là sáng giờ té chạy xước, có chạy xước. Nhưng mà quy ông có cảm thấy là gì hết, thì tôi lo cho vợ tôi thôi. Rồi vậy là chị bị tai nạn là mất tại chỗ luôn anh? Mất tại chỗ, tôi là người chứng kiến nữa. Thật sự em không biết là nói như thế nào với trong tình cảnh như thế này nữa. Thì thật sự là quá đau thương đối với gia đình, một sự mất mát quá đột ngột. Thì anh lên đó anh làm nghề gì? Làm công nhân, làm bên công ty thức ăn cho thú cưng á. Dạ, rồi chị? Hai chồng cũng làm chung công ty. À, hai người làm chung công ty luôn. Rồi lên đó là mình muốn trọ ở hay là ở chung với ai không? Muốn trọ ở, hai chồng. Dạ, rồi mình lên lâu chứ? Lên tầm một tháng gì đó. Một tháng đó. Mới ảnh lên lương đầu là mới có mười mấy ngày lương đầu thôi, vô công ty đó đó. Dạ. Rồi mình trước khi mà mình lên Bình Dương mình làm ở Củ Chi á, thì ở nhà mình làm cái gì? Ở nhà thì ai đồng đi chở dịch, mua dịch thịt bán, rồi có khi bán đồ gãy. Dạ. Đủ thứ nghề á, đi kêu với mưu sinh mà. Không biết nói sao hơn, thật sự là muốn hỏi nhiều lắm, nhưng mà sợ cái sự mới ra đi đột ngột của chị thì
hỏi hắn, tụi em cũng không biết nói gì hơn nữa. Chỉ là thay mặt chú Tám, anh em tài xế chia buồn với gia đình và mong rằng anh cố gắng giữ gìn sức khỏe thật là tốt, lo cho cháu gái chu toàn trong thời gian sắp tới. Cảm ơn, tôi cũng với lời cảm ơn với chú Tám và với anh em tài xế đã giúp thầy chồng tôi về tới nơi nghỉ của vợ tôi. Tôi rất cảm ơn lắm với những người tài xế. Thì thật sự là chị ra đi, mong muốn lớn nhất của chị là anh phải giữ gìn sức khỏe. Anh có sức khỏe anh mới lo cho cháu gái. Cháu gái năm nay bao nhiêu tuổi hả? Bé trai mới 9 tháng tuổi. Bé trai 9 tháng tuổi. Dạ. Chị cũng nếu anh giữ gìn sức khỏe thật tốt thôi cho cháu trai thì chị cũng là người chơi chín suối. Anh nên cố gắng vượt qua cái khó khăn trước mắt và để vươn lên cho cuộc sống hiện tại. Bây giờ em cũng đưa được chị Kiều về tới nhà rồi, nơi sinh ra và lớn lên ở đây quê hương đất tổ của mình. Thì em xin phép em với anh Trình sẽ quay lại Sài Gòn để tiếp tục công việc xã hội nữa. Dạ. Rồi thì kính thưa quý khán giả, thì mang tin cũng biết thật sự là mình không biết hỏi gì hơn trong cái tình cảnh như thế này. Thì một sự ra đi quá đột ngột của chị Kiều, mới lãnh lương tháng đầu tiên rồi xảy ra cái sự như vậy. Rồi cho em hỏi là cái bên gây tai nạn á, rồi có bồi thường cho mình hay là có cái hướng giải quyết như thế nào không? Người ta cũng có xuống đến nhà là có hướng giải quyết hỗ trợ cho mình. Thì nói chung vậy cũng là khá là tốt rồi. Dạ. Tại vì nếu đặt theo trường hợp là một tài xế, thì em cũng là một tài xế, thì em cũng không muốn bao giờ mà muốn sự việc có sự nó xảy ra như vậy. Nên nó mong anh là coi xem xét như thế nào để hai bên giải quyết một cách êm xuôi nhất, để mọi người có sự hài hòa ha. Dạ. Dạ. Thì cái gì cũng đã thấy rồi, cái tôi lỗi không ai muốn hết, nên anh cố gắng. Như là anh coi so cho chị xong xuôi rồi thì anh đi tái khám lại hết tất cả tổng quát coi như mình có bị cái gì không, để mình biết mình chữa trị kịp ha. Cố gắng lên ha. Dạ. Để sau này không biết sao mà cảm ơn trời trả ơn được. Dạ không có gì đâu chú, thì muốn là trả ơn được con thì mong anh thân cố gắng giữ gìn sức khỏe lo cho cháu trai ở nhà hiện tại, thì là đó là một cái giúp tụi con nhiều đói đó, cố gắng lên để lo cho cháu trai ha. Dạ dạ. Dạ. Nhiều cũng có tấm lòng gia đình. Dạ dạ rồi ok, thì tụi em sẽ ở lại ăn một tí rồi tụi em sẽ về. Thì cảm ơn anh nha. Rồi Mang Tim xin chào quý khán giả, thì giờ Mang Tim với anh Trình thì cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ là đưa chị Kiều, một nạn nhân xấu số bị tai nạn giao thông, mất tại chỗ ngay cả nhà. Thì tối Mang Tim với anh Trình thì di chuyển từ Bạc Liêu về tới Sài Gòn mệt quá nên không có kết thúc ở trên đường đi, thì tới về thì mới chật là chưa kết thúc, thì giờ mới tâm sự với cả nhà sau. Thì cả nhà cũng đã thấy rồi, thì vợ chồng chị Kiều và thân thì mới lên Sài Gòn, lên Tây Ninh, lên Tây Ninh để làm cuộc sống mưu sinh, chỉ có một tháng thôi. Thì lên là một tháng thì lãnh lương lần đầu tiên, thì hai vợ chồng đi gút để khám bệnh cho chị Kiều và đi mua một số vật dụng cho cần thiết cho hai vợ chồng. Thì không may gần tới chỗ cây ATM Phước Tiền thì xảy ra vụ việc va chạm với một chiếc xe tải, thì chị Kiều nằm dưới gầm xe tải và tử vong sau đó, còn anh Hân thì bị văng vô lề. Và khi mà anh Hân tỉnh lại thì vợ mình đã mất. Thì lúc đó anh Hân nói anh Hân ôm chị và khóc rất nhiều, lúc đó anh quán không biết chị luôn. Nhưng mà sau đó khi phát hiện thì chị Kiều cũng đã mất rồi. Thì khi mà đưa về nhà thì cả nhà cũng có thấy, thì có một bé
bé trai mới có 9 tháng tuổi thôi. Thì nó sự cái sự mà mất đi một người thân cận với mình ngày đêm, đêm nào cũng ăn chung rồi tâm sự buồn vui, thì đột nhiên là qua đời như vậy thì thật sự là rất là đau nha. Thì Mai Tiên không biết nói gì hơn, thì Mai Tiên nhắn nhủ với tất cả mọi người khi tham gia giao thông thì nhớ giữ an toàn cho mình, đi chậm một tí thôi nhưng mà sẽ an toàn cho mình. Thì nói thì cũng nói nhưng mà tai nạn thì cũng đã xảy ra rồi, thì gia đình bên anh tài xế cũng rất là chu đáo và cần lo cho gia đình của chị Kiều, và cũng đích thân người ông bà nội và cha mẹ của anh tài xế đó cũng xuống để chia buồn với gia đình. Nó thật sự là nó một cái tình huống không ai mong muốn xảy ra. Nếu mà một tài xế thì mang tin khi cầm vô lăng lên, khi mà thi được cái bằng và đến hiện tại thì sẽ không bao giờ muốn chuyện nó xảy ra, nhưng mà một cái tình huống bất ngờ và có khi một cái mạng sống như vậy thì nó thật sự rất là đau lòng. Thì cũng qua đây thì cũng muốn nhắn nhủ với anh em đã làm cái nghề của mình thì chân trong chân ngoài như thế nào. Nó thật sự ai làm tài xế sẽ biết hiểu là cái chân trong chân ngoài như thế nào. Thì anh em cố gắng giữ gìn vững tay lái để an toàn trên mọi con đường. Thì về nhà thì cả nhà cũng đã biết, thì do chị Kiều và anh Hân đi làm chưa có cái sự nghiệp trong tay thì cũng ở nhà với ba mẹ chứ chưa có nhà. Mang tin chuyển về thì chuyển cái xác của chị Kiều về, và đó là nhà buộc của ba mẹ chị Kiều như thế nào. Thì thôi thì mang tin một lần nữa xin kính chúc quý khán giả thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Thì nếu mọi người yêu quý anh em con thì hãy đăng ký tất cả các kênh của Hội Tình Nguyện TDS, cũng như là like, và có gì không đồng ý hay là sao đó thì nhớ comment xuống dưới để góp ý kiến cho anh em để làm nhiều hơn, tốt hơn nha các nhà. Rồi một lần nữa mang tin xin chào và hẹn gặp lại, hẹn quý vị giả trong những clip tiếp theo. Bye bye.